Làm cặp gói mới. Rồi, đây lại đi. À. Muốn ai dưới ta. Bữa nay mẹ Xuyến với Sơn Hùng, Sơn Hà đi hái mấy trái gòn ha. Đi ngã này nè. Đi ngã này nè mẹ. Sơn Hùng, đi ngã này nè con. Ở này dễ đi nè. Ở con xách cái giỏ đi Sơn Hùng. À đây, đưa đây con xách cái giỏ cho mẹ. Đây mẹ. Mà nội mắt xách cẩm Sơn Hà nữa. Bữa nay mẹ Xuyến xách con lãi đi ha. Ở nhà buông xuống đi con, nặng à, cả nhà thấy cây cong queo không, y như cọng dây vậy đó à, không biết là sẽ thọc được hay không, tại vì cái cây gòn nó rất là cao. Thôi con sợ con sâu gòn lắm. Con sâu gòn nó bự rồi ngón tay cái vậy đó. Ghê. Ôi chim kìa. Ôi chim về quá trời luôn. Đây cái mẹ. Còn là chim không có mẹ. Ôi cái kìa. Ôi quá trời chim luôn. Phần rằng luôn. Rồi mẹ Xuyến với Sơn Hà Hùng rồi. Quá trời chim luôn ha. Cây gòn này nó có trái quá trời mẹ. Mà nó trên cao quá. Chặt cây hả? Tới mà. Cái cây này dài lắm. Trời ơi, tính ra cái cây này quá dài luôn, dài hơn mà. Nãy không? Đây anh làm cho. Ủa? Ai làm gì đây? À, đất này có cô sáu kia hả? Thấy lạ lạ, không biết đường rồi. Mẹ à, tưởng đâu? Đây anh làm cho, anh thọc cho xíu. Bây giờ mình lo quắc mẹ tưởng đâu đất của cô sáu mình. Đây anh thấy cho. Dài tới luôn thấy không? Mẹ, cái cây vừa tới luôn nè, thấy không? Dạ, tới. Rồi đây anh thọc cho, đây anh thọc cho. Nó hơi yếu. Đây, anh thọc cho, biết kỹ thuật thọc. Đây, đây, mình cầm cho. Nó nặng lắm đó anh. Mẹ thấy không chắc còn được hơn á. Rồi, con làm cho mẹ coi nè. Đó. Anh ra nghe. Rồi. Mẹ xin ra nghe. Thấy không lắm nha, thấy không? Hơi khó. Đó. Cái móc nó hơi vậy, móc lại. Đấy không mẹ? Ôi, hay không? Hả? Cái cây này nó hơi yếu nhưng mà nó dài là được. Sao không lụm đi sao không? Dạ. Lụm bỏ vỏ. Giờ ba Sơn hái mấy cái trên cao trước đi. Cái này hái mấy cái nhánh cao trước đi, lát ra hạ. Nó yếu quá. Cái này mình phải chịu nó xuống đất. Nó quá dài luôn nè. Thấy không? Quá dài, dài. Cái sự cần thiết luôn. Đây. Ở dưới rồi ba ơi. Ừ ba đang nắm kéo đó. Cái móc hơi quát. Rồi 1, 2, 3 go. Quá trời luôn. Con chụp được rồi nè. Ê giỏi quá. Rồi con bỏ vô trong cái giỏ đi. Cái giỏ của bà nội đâu rồi nè. Nè, lụm bỏ vô vỏ đi con. Giỏi. Lụm cái trứng ra nó không cho.
Đụng được hai trái. Con xách cái vỏ này lặn đi, con xách cái vỏ đi theo á. Dạ. Ô, sơn hồng ngậm được kê à. Giỏi quá, sơn giỏi quá à. Tháo bớt đi anh. Làm bằng cái ống nước á, trên đầu nó hơi quạt 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 quại. Ôi. Để hái trên cao trước đó mẹ. Rồi hạ xuống hái dưới thấp. Mấy bà nội chê quá. Nhưng mà hái được rồi ha. Sao lâu tiên đâu nè. Sao không các bà nghĩ hết cái này luôn rồi sao không? Chắc không bà. Đó, giờ hết ba rồi. Ba nghĩ là được là ba là Solotino luôn. Đó, ba nghĩ là. Ồ, sao không chụp được không? Cái này đột bụng bước rồi. Ba chơi ghê đây. Ba chơi ghê không? Bẻ cho nó bóp đi anh. Chứ cao quá mà. Con chụp được rồi. Con lấy cho em cái cầm đi sao không? Dạ cho em cái không. Dạ để con để con xanh nè. Cái con xanh nè. Để xíu lại chơi sang hà đi. Để ba sửa lại cây móc. Dạ. Thành công ngoài mong đợi không anh nội? Hai cái nó đi con. Quạt quậy. Lọc nước không cho. Cho trái nữa, cho trái nữa. Ủa cái đó cái gì mà nó đen như vậy? Cái ống nước. Nè đi cho em trái nữa. Nè. Mở cái nón nó ra đi cho nó thở. Nó không cho. Lấy nè mẹ lột của mẹ nó còn dãi còn đứng nè. Nó sợ. Nó sợ không ổng nó đi á. Cười. Vậy là cô xóa đất này vô trồng cây. Dạ. Chạy tới không? Chắc luôn. Tới không? Chắc luôn. Không tới rồi, cái cây sao chứ không tới. Tháo ra đi con tháo, tháo cái nón ra đi cho nó khỏe. Rồi đúng rồi, đúng rồi. Tháo ra luôn cho nó mà cho khỏe nè, cho mát nè. Nóng quá. Nóng nực quá. Là cây cao nhất là cua rồi. Để cởi ra, cởi. Đây nè cởi cho. Mở cởi ra cho con. Cởi ra. Nè con buông trái này ra đi rồi nó dở này ra mới được. Đỡ. Ôi, gạch luôn, gạch luôn. Cái cây ra xuống luôn. Luôn. Chân không cái chân còn nó bay xuống mắt nha. Và gạch luôn. Bay, nghe sợ chứ. Gạch luôn cái cây này xuống. Nó kéo cái vỏ ra đây nè, sao hồn con lụm bỏ vô. Rồi. Kéo được cái cây này gãy này. Để gãy nó xuống. Bên năm đo ai hái được nữa. Năm nay nhà con lãi nè, gãy xuống được. Mẹ nói năm nay nhà cái con lãi này nè. Rồi, xuống rồi đâu. Để đem hái cho anh. Thôi được rồi, để anh hái, nặng lắm em. Vậy mà nghĩ nổi cái nhánh này gãy xuống rồi. Nó không cho ông bé sao không? Dạ. Thôi, để dành cục rớt cái vợ xin ngượng. Làm con gói cái vợ cho xe thường ha.
vui không Trang Hà? Được cặp gối này nằm ngon lắm đó. Dạ, cái gòn gối này hiếm có lắm nè. Với lại gòn này bán mắc tiền lắm đó mẹ, hiếm có. Tự nhiên ha. Dạ. Nó nằm thoải mái lắm. Ô, dướng 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 cái cây kìa Xuân Hà. Dướng dướng. Xuân Hà dướng dướng dướng. Quỳnh lại quỳnh lại. Tắt lỏng chỏng quá Xuân Hà đi dướng. Để ba thọc tiếp nè. Cái cây này nó nặng quá, nó dài chắc quá. Chắc không ba? Chắc không ha? Chắc chứ. Ba, cái nhánh bên kia kìa. Cái nhánh bên kia kìa ba. Nó nặng quá trời. Rồi, ba lên được rồi. Ba, cái nhánh bên kia kìa. Mình sẽ thấy cái nhánh này trước nè. Đây. Nhánh bên kia kìa anh, nhánh bên trên á. Cái này móc cái này xuống hơi khó ha chứ không. Rồi được rồi đó. Okay. Có bẻ luôn nhánh nha. Chuẩn bị. 1 2 3. Rồi. Bắt móc rồi. Cái nhánh nó bự lắm. Nhánh bự quá. Để đi móc. Bây giờ nghe lời mẹ bỏ bớt đi. Để con hái trên cao trước. Hái trên cao xong rồi mới bỏ. Ui, có nhánh xanh nè. Thơm không? Mời ba ăn nha. Tôi đây trong trời quá nước. Trời tôi vậy. Cắn rảy răng luôn. Trời ba Sơn di chuyển cái cây hơi cực nha. Dạ. Nhánh nhỏ thôi anh, đúng rồi. Giật cái nhánh nhỏ thôi. Nhánh lớn nó quá móc. Nãy giờ con để ý cái nhánh này hơi nhiều quá đó. Nãy giờ con để ý cái nhánh này nè. Nó nhắm nghề con chơi. Con nha. Con sẽ ngủ. Không cần phải đi thay. Con đã được cái nhánh. Gòn không? Ngon ta. Vậy nè, đừng cái vẽ ra vậy cái rứt thả. Rứt thả nè. Rứt thả vậy nè. Rứt thả nè. Cái này thường mình đi hai gòn làm gói cho mấy đôi nít thôi mẹ. Nguyên. Mát. Nó lại đừng làm nữa. Nó bay tùm lum hết rồi. Trời trời. Hả mẹ xin thím Tám mẹ làm gói cho Sơn Hùng. Sơn Hà với mẹ bộ tí. Nội hả cho em đi con sư hùng. Nó có hộp. Năm rồi đó. Nó có hộp màu đen đó con. Hộp này để chồng. Cho em đi. Sình là sình. Vô đây cho em con. Cho em đi con. Đi gieo hạt chơi. Xuống. Đây là dưới đá cẩn. Lớn lên thôi. Đây nè, đó rồi. Đây nè sình rồi. Hai anh này lộn xộn quá. Sư hùng ơi, đừng gieo em con. Đây, nó thả đi, nó thả đi. Nó thả đi. Được không anh? Được phụ cho, đi phụ con hái một chút cho. Ơi, dính cây me rồi. Công tình hái rồi đã, ra xuống dính cây me. Dính cây me quá trời. Rụng nó. Nó cũng rớt nữa. Thôi bên trong phía trên đây. Trái gọn nè coi chú. Để nó lên trong mẹ coi. Nó xài nè Xuân Hùng. Ngon chưa? Rớt tình lên. Cây có chút xíu mình cái quá từ nha. Mình cũng là cây sái một xíu. Xài ngon quá anh. Cái gòn này đấy, cái chân nó chi lên miệng lên luôn. Cái gòn này nó lấy hột ra cực đó mẹ. Uống nước không Sơn Hà? Uống nước không? Nó xe nó mệt luôn. Để ra đi, đi nội đi con. Thôi, con phá quá, gòn dính tùm lum à. Nè, uống nước nè. Nó khác rồi nè. Nó khác nước rồi. Hà. Ai chết chứ. Rồi, ướt áo rồi. Đổ ướt áo rồi. Lại nội lại nè. Ba kỳ quá. Ba hư quá hả con? Ba hư quá.
Ủa, nó đang khác cái này. Ba đổ cái ọc ướt áo hết rồi. Nè ba Sơn ấy đi, em cho nó uống đi. Bây giờ cái cây đó đó em thu ngắn lại, mình thập dưới thấp. Đã chưa? Chết. Rồi nó cũng là mình. Được không? Miếng nữa nha. Ngày xưa là chuẩn bị cưới dâu hả? Chứ chuẩn bị đẻ em hả? Là đi thập trái gòn để dành. Làm cặp gói mới. Rồi để lại đi. À. Bây giờ mình sẽ cắt ngắn lại ha, mình thập trên cao cũng mỏi tay rồi, cũng gần hết rồi. Giờ thu ngắn lại đang cho nó đỡ nặng. Em đây anh rập cho. Nè, đây mình quấn keo thôi. Đó, mình rập cái là nó tụt ra hết à. Lấy tay ra nghe, lấy tay anh rập cho. Lấy tay ra, lấy tay ra. Đó. Ừ. Mình chấp quá trời là không có cây á. Lấy tay nè. Còn sắp ăn nước thôi. Ăn nước thôi. Dùng tay nha. Anh có mang theo cuồng keo khác à? Cây này bẻ ra. Móc. Được không? Giờ tới xiến nha. Coi chừng cái tay á, còn không thì anh chấp lại cái cây này. Vậy sao móc được, nó quá quát á. Em thử em thọc chứ thấp trước đi. Đó. Ôi, cũng có lý quá ha. Cây thấp cũng thọc được nhiều nữa mà. Coi chừng rớt xuống ô đầu sang Hà nghe. Sang Hà đi xa ra nghe. Ôi da, ngồi đứng ngay ổ kiến lửa rồi. Trắng quá trời luôn. Ở bên phía nhà công nhận không có máy mà làm tay không. Cực quá trời mà ha. Cực quá trời. Cho người ta đập. Yeah. Túi chín cho người ta đập. À. Ê, sao chủ ruộng này chủ nhậu sáu giờ bây giờ anh đang ở đó. Dạ. Yeah. Mẹ đâu á? Rồi từ cửa ông Tám á. Dài ra tới ngoài xe hạ ông Ba luôn đó. Tới cửa ông Tám đó. Mấy đám bác Hai đi cô đó. Đó nội mần yeah. Đó. Dài ra tới ngoài. Xe hạ ông Ba luôn. Sao không lại con mẹ lụm đây con? Còn quá trời luôn. Hồi xưa xiên quá chừng ha, trồng lúa để trên mà nội trồng mè, trồng bắp, trồng đậu. Trồng khoai, ở bờ này nè, bờ này dạ. Trồng khoai mì bắn nè. Bờ mì bự lắm. Bự giống như cái bà cô Sáu mới đắp vô vậy nè. Bự vậy nè Sơn. Dạ. Trong ngoài đây vậy mà cũng nhiều. Hạch nè. Ủa mẹ, cái trái xanh đó có ăn, có làm được không? Được, mình về mình phơi nó, cho nó khô. Mình đem phơi nó. Phơi nắng cho nó khô giống như trái này nè. Cô chú coi nè. Cả đóng luôn. Đây có gòn nữa cô chú. Nè trái này có gòn nè. Cái xanh nó dạ. Nè trái này có gòn nè cô chú. Giống như khối gì đó. Gòn này tự nhiên đó. Dạ. Chiến lửa không á. Dạ ra. Dạ ra cho nè. Quá trời luôn. Lụm này giống như nhà của bà ngoại lụm điều quá. Dạ. Yeah. Tới mùa điều á đi rụng nó đi hái đi lụm gì đó. Mẹ ơi. Cái này chín hơn mà nó con vòng ngon vậy. Cô chú coi cây me với là cái cây gọt kế bên luôn.
Bên kia là cái cây me nha cô chú. Đầy rổ luôn. Giờ tới đường mà nội móc. Hơi khó móc á mẹ, nó dướng mấy cái dây á. Gịch lại vậy nè. Dạ. Me tổ tổ không à? Bự bự ngon lắm. Chín hết ráo rồi mẹ. Dạ. À, bữa nay mình được trúng lớn ha, một vỏ gòn luôn rồi me. Ủa mà còn xanh bỏ vô chi vậy mẹ? Cũng được nữa hả? Vậy con tưởng đâu là không có xài được. Dạ. Rồi đang hái me hả? Me quá chừng cái bự luôn nè. Dạ. Me chín. Vậy con tưởng nó lão là không có xài được. Dạ. Cây me này nó ở gò không ai ở nên không có ai biết ra hái. Ở năm trong tư tư mấy anh chị đã hái năm nay nó không có trong. Dây giác nè hả? Dây ngứa. Trái giác đó mà. Người ta nói lấy cái này nấu canh chua cũng được nữa nè. Mà mình đó giờ không có làm. Ta biến hả? Trời mát mẻ quá. Cái cảnh này nhớ hồi xưa nhà nhỏ nhỏ cỡ Xuân Hùng Sơn Hà với cả nhà kéo nhau ra ruộng. À, mẹ thì anh Bảo, chị Sơn Ca ra mần cỏ tới tối mới về. Tại lúc này trời mát mới dễ mần. Vậy mà trái nó cũng to quá mẹ ha. Ừ. Đâu có hay nó bự như vậy. Bự nó lẩu. Dạ. Một vỏ đó mình làm được mấy cái gói mà. Ít vậy hả? Cái gòn được 2 cái gói vừa vừa. Ờ. Gói bự trên cái mấy nè. Từ 2 qua trời tưởng nghèo nhiều, ai giờ được 2 gói à. Nhưng mà gòn này nằm lâu hư lắm. Dạ. Còn ở trong đây nè mà mình không hái nè. Chắc trong đây còn được nữa nữa. Mệt rồi. À, hôm nay Hoàng Sơn cũng chạy ở nhà mình đi hái gòn ha, tập thể dục. Cái cây quá trời nặng luôn, y như con lãi vậy đó. Rồi cuối cùng hái cái trên cao trước rồi cắt ngắn lại. À, mình hái mấy trái dưới thấp. Rồi tạm biệt cô chú mình nghe. À, hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo. Tại vì bữa nay á, thì cái cây gòn này nó ra trái rất là nhiều. Hôm nay mẹ đi ngang mẹ nghía nó rồi. À, hôm nay mình ra mình lấy gòn này thì mẹ nó nằm nó tốt hơn là cái dãy mà mình dồn vô. À, nằm rất là im mà mát ha. Rồi tạm biệt cô chú mình nghe, hẹn gặp lại ở video tiếp theo ha. Sao sao không? Trời ơi nãy giờ bị kiến cắn quá trời luôn, đi qua đi lại. Trời ơi Sơn Hà. Trời ơi dọc đất nữa. Cô chú ơi Sơn Hà dọc đất nè. Rồi tạm biệt cô chú Sơn Hà. Bye bye cô chú đi con. Bye bye cô chú đi. Rồi bye bye Sơn Hùng.